Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Ưu đãi giá sốc cái chiếc Yamaha SS155i VBA và một gói combo quà tặng trong 20 ngày. Ưu đãi giá sốc cái chiếc Yamaha SS155i VBA hay còn gọi là V-Edition R phiên bản 2008 và một gói combo quà tặng trong 20 ngày. Đây là chương trình ưu đãi mừng Xuân Mậu Tuất 2008 do hệ thống showroom thử mô tô dành riêng cho những khách hàng sở hữu xe đầu năm. Tiếp nối sau ưu đãi mức giá đặc biệt dành cho cái chiếc Yamaha R15V3.0 thì thử mô tô tiếp tục bung ra cái chương trình ưu đãi giá sốc cho cái chiếc Yamaha SS155i VBA cụ thể như sau. Mức giá bán của chiếc Yamaha SS155i VBA đã bao gồm thuế VAT, chưa phí trước bạ và biển số. Cái chiếc SS155i VBA cái màu đỏ nhám với mức giá 73 triệu đồng. Yamaha SS155i VBA cái màu xanh CB với mức giá 73 triệu đồng. Riêng cái chiếc màu trắng xanh rêu thì có mức giá cao hơn 1 triệu đồng, rơi vào khoảng 74 triệu đồng. Combo quà tặng khi đặt cọc sở hữu cái chiếc SS155i VBA áp dụng cho 10 khách hàng ở miền Nam và 10 khách hàng ở miền Bắc. Như là bổ bảo vệ chống độ trước là tặng, bảo vệ các nước CNC tặng, bảo hiểm full face chính hãng của nhà Yamaha tặng, và thưởng mô tô hỗ trợ thêm nâng cấp ABS là 8,5 triệu đồng và trang bị thêm cable Arabic full cũ là 52 triệu đồng. Yamaha SS155i VBA hay còn gọi là V-Edition R phiên bản tiếp theo của chiếc SS100i được bán chính hãng Việt Nam với mức giá rơi vào khoảng là 80 triệu đồng. Lô hàng này được thử mô tô nhập khẩu trực tiếp từ Indonesia. Ba chiếc xe về đợt này sẽ có tổng cộng là 3 phiên bản gồm xanh CB, đỏ nhám và xanh rêu trắng. Chiếc xe rất mạnh cho công suất đầu ra lên tới là 19 lực. Yamaha SS150i ngoài có động cơ với dung tích lớn còn được trang bị thêm hệ thống Big Ship giúp con thì nhẹ nhàng hơn. Ngoài ra hệ thống showroom thử mô tô đã có chương trình hỗ trợ trả góp cho cái chiếc Yamaha R15V3.0 2008 với mức lãi suất là 1.39% từ cái 9 tháng, 12 tháng, 24 tháng, 36 tháng. Thủ tục thì cũng rất đơn giản, chỉ cần một chứng minh nhân dân và một cái hộ khẩu. Các bạn có thể đến cái địa chỉ 415 Phạm Văn Đồng, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh để xem cái mẫu xe này, hoặc là 68 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội. Cảm ơn bạn đã dõi này clip, nhớ like, share, subscribe.